xin chào các bạn thưa các bạn tại video này khang audio xin giới thiệu và gửi bán đến các bạn những các cái thiết bị thuộc về giải pháp cắm rút trong chơi audio à, có thể nói rằng là trong chơi audio các bạn có rất là nhiều mua rất là nhiều thiết bị là cd đầu đọc âm đi đèn âm đi bán dẫn vân vân rồi nhiều đôi loa sắp xếp nó lên trên cái giá kệ rồi bây giờ làm thế nào để mà phối ghép cái nọ với cái kia mà không mất công rút ra cắm vào thì chúng tôi gửi cho các bạn một số giải pháp như sau một là bộ chuyển mạch để giúp cho chiếc ampli chỉ có một cổng vào mà không có select thì các bạn có thể dùng bộ chuyển mạch và các bạn có thể kết nối ba thiết bị ba thiết bị gồm có cd băng từ hoặc là giải mã như chúng tôi đang có ở đây làm mẫu thì ba thiết bị này cắm vào đây sau đó rồi đầu ra của nó được kết nối với ampli mà cái ampli của các bạn nhớ là chỉ có một cổng vào thôi nhé và các bạn sẽ chuyển bằng cái công tắc này và sau khi các bạn thực hiện cái thao tác cắm và chuyển mạch như này thì các bạn đã có thể chối ghép được 3 thiết bị đầu đọc với một chiếc âm mà chiếc âm ly đó chỉ có một cổng vào tất cả các cái sản phẩm mà Kang Audio làm thì được làm rất cẩn thận và giá bán cái sản phẩm này là 1 triệu 300 nghìn Thưa các bạn, một sản phẩm thứ hai mà Khang Audio muốn chia sẻ là Các bạn lại có một cái ampli Nhưng mà các bạn lại muốn chơi nhiều đôi loa điển hình ở đây là có hai đôi thì các bạn sử dụng bộ chuyển mạch loa để các bạn chơi với một chiếc âm ly này nó chỉ có một đường ra loa thôi nhưng các bạn lại cần có hai đôi loa để chơi hoặc là các bạn đang sẵn có hai đôi loa thì làm thế nào các bạn mua bộ chuyển mạch loa của chúng tôi giá một triệu tư các bạn có thể dùng nó để chơi một âm ly cho hai loa muốn dùng loa nào thì chỉ cần chuyển kênh tạch tạch là xong hoặc là trong trường hợp các bạn sử dụng bộ chuyển mạch loa của chúng tôi có thể sử dụng ngược lại là các bạn chơi hai âm ly cho một loa có nghĩa là cùng một lúc đường ra tín hiệu của các bạn hai âm ly sẽ cắm vào đường trên cọc trên cổng trên và đường ra loa các bạn cắm cổng dưới và các bạn dùng âm ly nào thì bật âm ly đó và chuyển mạch ở đây là xong thưa các bạn rất đơn giản và thưa các bạn một lần nữa là các cái thiết bị này khang audio làm rất kỹ vỏ nhôm cọc đồng và select đặc biệt là cái select này các bạn này select này là của nga tiếp điểm cực tốt, các bạn chơi của tôi nhiều năm rồi chưa ai chê cái này của tôi cả. Và bạn nào cũng thích và đặc biệt là dây dẫn của Nhật và có cả thêm cái lọc nhiễu. Ngoài ra thì do cái tính chất phức tạp trong cuộc chơi audio và khi nói đến cái phần này, tôi cũng hy vọng là những bạn nào mà lọ mọ cắm rút nhiều thì sẽ hình dung ra ngay, để bởi vì tại video này chúng tôi giới thiệu là chính mà không có thực hành cho các bạn xem. Có nghĩa là các bạn có rất là nhiều đầu CD có rất là nhiều ampli và có rất nhiều loa mà các bạn muốn chơi phối hợp lúc thì chơi cd này với ampli kia lúc chơi ampli này với loa kia thì các bạn có thể sử dụng bộ truyền mạch kép bộ truyền mạch kép này chúng tôi bán với cho các bạn với giá là một triệu bảy trăm nghìn bản chất bộ triệu bộ truyền mạch kép này chính là sự kết hợp bản chất của bộ truyền mạch kép này chính là sự kết hợp giữa bộ truyền mạch loa và bộ truyền mạch Uh, Rca ở chung trên một thiết bị và được điều khiển bằng hai hai công tắc, nha các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, bộ chuyển mạch kép này chúng tôi bán một triệu bảy và các bạn có thể tham khảo thêm trên trang web khangaudio com để các bạn trải nghiệm các cái video mà chúng tôi test và thử. Thưa các bạn, tất cả các sản phẩm này đều được làm bằng vỏ nhôm, uh, Anod, đen và uh, các cái cọc tiếp điểm đều là những cái hàng tốt. Rồi những các cái công tắc chúng tôi đang bật tắt ở đây đều là công tác của nga tiếp điểm rất tốt bật đi hàng vạn hàng vạn lần cũng không bao giờ hỏng bởi vì đây là hàng quân sự mới chúng tôi mua về chúng tôi làm vào cái mục đích này cho các bạn cho nên là kết hợp chuyển nó rất là tốt và không ai thấy báo cáo gì về câu chuyện khi dùng những cái đồ này của tôi mà sinh nhiễu vì tất cả các thiết bị đều là tốt này hàn ngấu này có thêm cả chống nhiễu này tiếp điểm của nga hàng quân sự cho nên nó rất chắc chắn kháng audio hy vọng rằng là, là những cái bộ chuyển mạch này nó sẽ giúp cho các bạn cắm rút chơi audio nó thuận tiện. Ngoài ra thì chúng tôi có làm thêm được một cái đôi dây AV, dây AV 2 ra 4 thì các bạn có thể dùng cái mục đích cái dây này vào mục đích là cùng một đầu ra của tín hiệu. Các bạn có thể kết hợp vào hai hệ thống âm thanh, một là karaoke, hai là nghe nhạc để các bạn cùng hòa lẫn hai cái tín hiệu vào với nhau để hát karaoke nó hay hơn hoặc là các bạn có hai đầu đọc nhưng chơi với một ampli mà ampli đó chỉ có một đường vào thì các bạn có thể dùng cái đường cái dây 2 ra 4 này của chúng tôi với giá 700.000 dây Hitachi đầu rắc là của Monster hàng mới đẹp như này dài 1 mét còn đầu ra của chúng tôi là đầu ra của Nakamichi tất cả những sản phẩm này do Khang Audio làm chúng tôi mong muốn là những cái bộ chuyển mạch bộ chia rồi cách đấu nối này cũng sẽ là những cái giải pháp giúp cho các bạn uh, hoàn thiện cái cuộc chơi audio và nhàn cho các bạn cắm rút rất là nhiều khang audio hy vọng là nó sẽ là những các cái sản phẩm mà à, là giải pháp có tính chất là đấu nối để giúp cho các bạn đỡ phải bê ra bê vào kê kích nó vất vả thì khang audio xin cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo